chị ngứa tùm lum cái mặt rồi ngứa mũi tùm lum đó na na. Em mọi chị mỗi lần mà bán quần áo là em thấy chị đâu có nói dốc đâu. Da chị mịn càng nhưng mà hôm qua chị đắp đến hôm nay chị không có thấy gì ứng nè. Không thấy ngứa, không thấy gì luôn. Đó, nhưng chứ em hỏi thì chế cũng không dám khẳng định là da em xài được hay không, tại vì chế không có ở gần em á, cho nên là mình không có biết được. Nhưng mà chế nói theo cái da của chế nha, em thấy đó, bọn em thấy mà. Mỗi lần mà chế bóc quần áo rồi này kia, chế hay quẹt mũi này, chế hay ngứa hay trời ơi có nhiều bữa nha, hồi trước chế không có nói điêu đâu, hồi trước chế ngứa đến độ mà gãi mặt nè. Tắm xong á, mỗi lần tắm xong ngứa dữ lắm luôn. Chế không có đắp mặt nạ được, chế chỉ đắp có duy nhất một cái loại gọi là cái gì của Đài đó, mà cái để mấy hình con quạt quạ, mấy hình cái con bé con gái á. Ừ, mà cái này là hôm qua chế đắp một lần, mà hôm nay tới hôm nay chế đâu có thấy cái gì đâu. Cái mặt chế đâu có bị mẩn đỏ không ngứa. Em có serum dưỡng da. Ừ, cái này em xài thử đi, gì nữa thiệt á. Serum dưỡng da nay bà mua cái này đi, bà mua 2 tặng 1 luôn. Cái chai tôi mới để đây đâu. Đây, mua 2 tặng 1 luôn bà Thanh Tâm. Serum em mua thử xài đi na, thiệt á, chị thấy xài được lắm mà, nó bằng sức sức bằng vàng 24 em. Em mà sức serum 24 không có gì ứng thì em xài được. Đây. Dưỡng da.